sợ mẹ tớ không cho tớ đi đâu. Ui giời, có tớ đây rồi, có lo gì. Để tớ xin cho, kiểu gì mẹ cậu chả đồng ý. Nhưng mà vừa mới hôm trước tớ viết bản kiểm điểm xong, sợ bây giờ mẹ tớ không cho đi đâu. À, tớ có cách này. Cách gì? Thì bây giờ cậu về nhà tớ chơi, xong mà mẹ tớ hỏi gì, cậu cứ tăng bốc tớ gấp 10 lần lên. Như thế kiểu gì mẹ tớ không cho đi luôn. Đơn giản như đang rổ, tăng bốc là nghề của tớ mà. Thế đi. Mẹ ơi, hôm nay có bạn đến chơi này. Chào bác, lần đầu cháu đến chơi nhà. Sơ ý quá, cháu quên không nhiều quả cáp gì ạ. Ừ, bác chào cháu, ngoan quá. Quả cáp gì, đến chơi là bác vui rồi. Hai đứa vào nhà ngồi đi. Nhớ những gì được dặn chưa? Rồi rồi, tăng bốc gấp 10 lần, nói mãi. Thế mày nhà bác đi học có ngoan không cháu? Úi dồi ôi, trông hiền lành thế thôi, chứ đi học phá trường phá lớp đấy bác. Thứ hai tuần nào phải đứng trước cờ. Thật cả ơi. Úi dồi ôi, sao lại nói thế? Sao? Vẫn chưa đủ tớ mẫu à? Mà mày còn hay nói chuyện riêng nữa bác ạ. Nói chuyện từ tiết 1 đến tiết 5. Thậm chí còn buôn dơ lê với cả bác bảo vệ ở dưới sân trường. À thế à? Thì trong lớp cô giáo có hay nhắc nhở gì mày không cháu? Đương nhiên là có rồi bác. Cháu nói thật đấy bác, bao nhiêu năm cháu đi học chưa thấy ai bị cô giáo nhắc nhở nhiều như mày cả. Nào thì không làm bài tập về nhà, ăn quà vặt trong giờ, nói chuyện riêng trong lớp, quay cốc. Thì có bị ghi vào sổ đầu bài không cháu? Thôi bác không phải lo đâu, sổ đầu bài toàn tên con gái bác thôi. Cái gì đấy? Thì tớ vẫn đang tớ bốc ở đây. Khai trở đi, mày nhà bác có trốn học đi chơi không? Chắc chắn là có rồi bác. Tuần học 6 ngày, bọn cháu trốn học 5 ngày rồi bác. Đây là hôm nay bọn cháu trốn học đi chơi rồi bác. Nên tiện là cháu đến xin bác cho bọn cháu đi chơi tiếp. Con với cháu bác là mẹ làm thế à? Mày đến lớp để phá trường, phá lớp, phá nhà, phá xóm. Này mẹ quay tay, sao mẹ lại đánh mì này? Nhờ công cậu thất đấy. À mà cậu nói mẹ tớ thế, bây giờ là mình chỉ được cho tiền ăn vặt đâu, phải ăn bánh mì thế này. Tôi có 20.000 này, hay là trời nắng nóng này bọn mình đi ăn kem đi. Kem á? Ờ. À, hay là ăn kem mì sợi đi, kem mì sợi cực kỳ ngon luôn. Ừ, được đấy, đi. Mày được ăn kem mì kèm kem mì sợi đấy các bạn ơi, nó đã hot trên TikTok dần dần luôn rồi. Wow. Wow, hàng kem này. Tóc kem thì béo ngậy, bánh mì thì giòn giòn, kết hợp với nhau ăn hợp cực kỳ luôn ý. Cậu ăn ngon đấy, cho tớ xin miếng đi. Đâu? Bánh mì kẹp kem ngon lắm các bạn ơi. Đúng hương vị tuổi thơ luôn. Mình cảm giác như ăn kem cá Hàn Quốc vậy. Bên ngoài có lớp vỏ bánh mì, bên trong là kem. Béo ngoại luôn. Mình không ngờ bánh mì và kem kết hợp với nhau lại ngon thế. Mà nhá, không chỉ có kem mì sợi ngon đâu, mà đồ ăn gì mì sợi cũng ngon cơ. Mày đó, cậu phải uống thử trà sữa bà Vượng mì sợi. Thế cậu đã thử dương chi cam ngộ của mì sợi chưa? Nghe tên lạ vậy. Cái đồ trời ơi, đúng như cái tên trà sữa bá vương. Cốc trà sữa siêu to khổng lồ á, mà còn đầy ngụm lận mắt luôn các bạn ơi. Coi này phải thử xem ngon không nào. Trời ơi, bên trong là thành dừa lẫn chân trâu, dẻo dẻo ngon cực kì. Mà trà sữa có vị ngọt vừa phải nữa. Cốc to này uống đến lo luôn. Uầy, nghe tên lạ này không biết uống ngon không nữa. Phải thử mới biết được, nhìn đấy. Mình thấy bên trong rất nhiều topping luôn đấy các bạn ơi. Đây là trà sữa vị xoài các bạn ạ. Bên trong có topping xoài này, chân trâu, thạch dừa. Còn có cả thạch đào nữa các bạn ơi. Uống hơi có vị ngậy ngậy. Hình như đây là nước xoài pha với kem thì phải. Nói chung mình thấy cốc này rất hợp với mùa hè. Các bạn nên thử nhá. Có đã ăn xúc xích của mì xuể chưa? Wow, mì xuể mà cũng có xúc xích á. Tớ tưởng mì xuể chỉ có trà và kem thôi. Thế là chưa ăn rồi. Thế thì bây giờ chúng mình cùng ăn. Trời ơi, nhìn xúc xích mì xuể bên ngoài rất là ngon luôn đấy các bạn ạ. Ăn cũng ngon không kém luôn. Ủa trời đã. Để ăn thử mà. Phải thử mới biết được. Nhìn đây. Ui. Các bạn ơi, hình như xúc xích này nó cắt lát là làm bốn hay sao ấy. Đâu cắt lát đâu, đây là nó ép hút chân không hay là xúc xích gì nó mới bị dẹp mỏng này các bạn ạ. Đây nha, mà nó còn được khứa sẵn để nó ngấm gia vị hơn cơ các bạn ơi. Này. Tôi nhìn thấy cái miếng này giống như kiểu cái cánh gà giống thì đúng hơn đấy. Đâu, cái gà nó mới gà xúc xích mà. Ừ.
ăn dưa là này các bạn ơi, nó ăn kiểu không phải bị bột bột hay bở bở đâu nhá, mà nó rất là chắc luôn ấy, nó chắc cực kỳ, cắn miếng thịt cắn miếng xúc xích mà nhiều cắn nguyên một miếng thịt luôn các bạn ạ. Nó thành sợi sợi bên trong luôn mà. Nhưng mà nhá, ăn xúc xích này không hề ngọt các bạn ạ, nhưng mà nó rất là cay. Nhưng mà ngon. 10 điểm. Mình chấm 8 điểm thôi. Xúc xích phải cậu chỉ muốn 8 điểm. Thì nhất định cậu phải thử món khoai tây chiên bơ mật ong của Mỹ Trẻ. Mình rất thích ăn đồ chiên rán nhá. Mà còn đóng gói rất là tiện luôn, đúng không? Được, đâu để mong chờ xem thế nào. Đúng kiểu mùi khoai tây chiên mà tôi thích luôn này. Mỗi tội gói này hơi ít nha. Thì mỗi một gói này mang đi cho nó tiện chứ. Nhiều quá nhưng mà mang cả thùng mà. Và khoai tây cũng không dài nữa. Khoai tây không dài nhưng mà liên quan gì đâu. Trời ơi, giòn giúp các bạn ơi. Theo tôi thấy cái này giống bim bim, giống bim bim hơn là khoai tây á. Nhưng mà được cái là nó rất là thơm mùi bơ mà nó kiểu nó hơi nhạt, nó nhạt và ngọt các bạn ạ. Nó không bị kiểu mặn đâu. Ngon. Ta bị vừa nữa, không bị mặn quá. Mưa điểm. Theo mình thấy khoai tây này không bị mặn quá, ăn rất hợp. Như là mình sẽ chấm món này cao hơn. Đó chính là 9,5 điểm. Ủa, hai con này là hai con gì đây? Giống như kiểu kẹo sô-cô-la ấy nhở? Không phải là đồ ăn đâu. Đây là món đồ chơi cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ Xuệ luôn. Cái gì? Mỹ Xuệ có ở đồ chơi á? Tất nhiên là có rồi, thế giới Mỹ Xuệ mà. Đồ ăn hay đồ chơi, cái gì cũng có. Thế bóc ra thôi, tôi đang tò mò bên trong là đồ chơi gì nè. Lật đật Mỹ Xuệ các bạn ơi. Ôi, kinh chưa? Trời ơi, con lật đật của mình này có cái mồm nhiều giờ. Đây là kiểu ăn sao mà kiểu hơi méo méo vậy, trông kiểu hơi buồn buồn ý. Của tớ là đang ngạc nhiên nào. Không đâu, đây là hoa mắt chóng mặt đau đầu. Là bạn xoay lật đật nhiều quá là nó hoa mắt chóng mặt đau đầu các bạn ơi. Con lật đật Mỹ Xuệ này trông đúng kiểu hoa mắt chóng mặt luôn. Những chú lật đật Mỹ Xuệ rất dễ thương các bạn ơi. Mình sẽ mang về trang trí bàn học nhá. Đồ ăn Mỹ Xuệ chỉ thế thôi à? Ai bảo thế, đã hết đâu. Trà sữa của tớ đâu? Muốn thử phải từ từ. Mà trà sữa Mỹ Xuệ này cực kỳ đặc biệt luôn. Khác biệt hơn hẳn so với những cốc trà sữa Mỹ Xuệ bình thường. Là gì vậy? Trà sữa Mỹ Xuệ tuyệt luôn. Thì bây giờ đổ trà sữa vào nè. Từ từ chứ. Mà đây nha, cho cậu xem này, chiếc bình này cực kỳ đẹp luôn. Đầu tiên là nhìn cái bình này đấy. Mà để trà sữa này mang đi chơi cũng rất là cute. Cũng phải dây đeo đi chơi này. Đấy, tiện chưa? Thì cậu keo vào đi, đây này, cho cái phần silicone này vào trong miệng nắp này nha các bạn. Đấy, đậy nắp vào. Đó. Như này á, mang đi chơi rất là tiện lợi và cực kỳ thời trang. Mà tôi đảm bảo nha, cậu keo cái bình này ra, ai cũng sẽ phải nhìn cậu luôn. Cái bình này quá là dễ thương, cute. Công nhận nhìn đẹp thật đấy các bạn ạ. Đây, tôi đã có sẵn công đi xuể rồi, sẽ cho vào trong cái bình này nha. Đóng nắp lại đó, thấy chưa, cute này cơ mà. Mà nhá, cái bình này nhá, chỉ để được nước từ 60 độ đổ xuống đấy các bạn ạ. Nếu mà để nước 100 độ là xung bình đó. Đây, ở phần bên này, ở trên này có cái nắp này các bạn ơi. Chúng ta chỉ việc nhấc nó ra, cắm mống hút vào. Wow, vừa luôn rồi. Vừa xinh luôn. Trời ơi, uống trà sữa này cũng thấy ngon hẳn luôn ấy. Uống nhanh lên thì tới đến nước tới nào. Nào, đưa đây, đến nước tớ. Ngon cực kỳ luôn các bạn ơi. Có một món đảm bảo cậu sẽ chưa bao giờ ăn. Đó chính là chân gà giòn Mỹ Xuệ. Gì cơ? Mỹ Xuệ có chân gà? Dạo này hot chân gà lắm nha. Ừ, dạo này hot mà, cậu ăn thử đi. Đảm bảo không là cậu thất vọng luôn. Đâu? Ui, mùi nước thế. Thôi, mùi thơm phức luôn. Chứng tỏ được đây này, tẩm ướp gia vị rất là đậm đà luôn các bạn ơi, cái màu nó đậm. Wow. Ui, chân gà này như kiểu nó cắt nhỏ sẵn ra luôn. Ui. Rồi. Ui. Đúng vậy là đúng. Nó cắt nhỏ sẵn lên rất là dễ ăn luôn. Đặc biệt là mùi nó rất thơm luôn. Mà rồi ăn này còn giòn. Thôi, nghe chân gà cắt kiểu này ăn rất là tiện nha. Mà nó thấm. Mày bị điên à? Mà nó kiểu ngấm thấm gia vị luôn các bạn ạ. Ăn giòn như kiểu ăn như ăn bạch tuộc luôn. Có cái món này 10 điểm. 11 điểm. 10 điểm rồi các bạn ạ. Ngon cực kì ấy. Ủa cái gì đây? Đây là chanh cắt lát á? Ăn cái này để chua chứ đấy à? Không phải. Đây là chanh vàng tẩm mật ong. Má cực kỳ ngon luôn. Mỹ Xuệ sáng tạo thật đấy. Đến cả chanh làm được ra một món ăn luôn. Để bóc ra.
tớ cũng chưa ăn được cái món này bao giờ nhưng mà tớ nghĩ đây là úp. Sao mày chia những gì? Tớ từ lát chanh. Ui, tớ từng lát lát chanh luôn các bạn ơi. Đây là kiểu mùi chanh được kiểu được lên men ủ đấy các bạn ơi. Ui. Nó giống kiểu mà gì như lúc bọn mình ho mà được mẹ làm chanh ngậm chanh ngâm đường phèn cho ăn đấy các bạn. Giống thật, nhưng mà ngon, nó kiểu ngọt hơn, nó không bị chua nhá. Như kiểu ăn kiểu dẻo luôn ấy. Cậu dẻo nguyên miếng hình chanh. Các bạn ơi, mình ăn mình cảm thấy giống mứt ngày Tết ấy, nhưng mà mình chưa bao giờ ăn mứt chanh cả. Ăn rất là lạ luôn, ngoài công nhận sáng tạo mà ngon. Tán đi à? Mình thì ăn trực tiếp thì cũng ngon nha, mà không thì các bạn có thể pha hành nước đây này, đây này. Cái món này mình phải chấm 20 điểm trên 10. Trời ơi, quá là ngon, nó còn bổ dưỡng nữa. Wow, cậu bố à, kìm mi xuể luôn à? Đâu, đây phải kìm đâu. Đây là gì đây? Đây là cái xúc hình mi xuể. Tạo hình, thành tạo hình mi xuể bá vương này các bạn ơi. Ở đâu có tuyết, nó sẽ kẹp vào tuyết trông rất là hay và cute. Nhưng mà thôi mình không có tuyết thì tớ nghĩ là mình sẽ mình sẽ kẹp kẹp đuôi cơm. Cho con đuôi cơm nào. Đây rồi các bạn ơi, cùng mình xem thành quả nhá. Cái này tớ chỉ xem các bạn bên nước ngoài nghịch với tuyết không. Chưa bao giờ xem nghịch với cơm cả. Mình không có tuyết thì mình làm với cơm vậy. Nào, mở ra xem nào. Một hình lật đật mi xuể siêu khổng lồ từ cơm. Đây. Nhìn mình được 1 9 1 10 luôn các bạn ạ. 1 9 1 10 luôn. Để không có vương miệng nữa, thay vào đây là con tóc. Đây, có ăn cơm mi xuể đi, đảm bảo sẽ ngon hơn cơm bình thường ấy. Nào, để ăn miếng xem nào. Hạt gạo tươi ngon luôn các bạn. Món tiếp theo mình có thạch hoa quả mi xuể, vị rau. Món của mình là vị nho. Ồ, các bạn ơi, thạch này kiểu hơi lỏng lỏng nước nước ấy. Rất là thơm mùi rau luôn. Nhưng mà mình thấy cái mùi nó hơi kiểu bị hương liệu một chút, nó cứ kiểu ngọt ngọt xong nó hơi đường đường ấy các bạn ạ. Nói chung là từ nãy giờ thì mình thấy món này là hơi dở. Mấy quay tây mà chê vị dâu thì để mình thử vị nho xem thế nào nhá. Quá là thơm luôn. Các bạn ơi, mình thấy vị nho này nó cũng rất là hương liệu các bạn ạ. Hơi hắc, mình cũng đồng tình với quan điểm của mấy quay tây. Đây là món dở nhất trong những món của mi xuể. Nào ngáo, cậu thích ăn cơm cháy không? Tớ thích ăn cơm trắng, cơm dẻo, ai đi ăn cơm cháy. Thế à? Thế thôi, món cơm cháy trứng muối mi xuể sẽ ăn một mình thôi. Thôi, thì tớ ăn cùng với. Wow, trời ơi, mình cơm cháy mini này. Mà được phủ một lớp trứng muối cực kỳ dày luôn các bạn ơi. Bao phủ quanh cái miếng cơm cháy không thừa một hạt nào. Mùi cũng thơm ấy. Để ăn thử xem nào. Ngon cực kỳ luôn các bạn ơi. Mình thấy nó rất là giòn luôn mà hạt cơm rất tơ các bạn ạ. Mà các bạn là có vẻ hơi nhiều dầu. Cái này mà có tí ruốc nữa thì ăn rất đưa miệng luôn. Món này mình chấm 9 điểm. Mình cũng chấm 9 điểm. Cậu đi được không? Mi xuể quả hướng dương luôn đấy nha. Mi xuể cũng có cả hướng dương quá. Ôi, chỉ thấy hạt hướng dương là to luôn. To luôn. To đấy các bạn, ui to như cái móng tay mình luôn này. Cộng 1 điểm bởi vì ăn hạt hướng dương này, hướng dương ngọt. Rất là thơm luôn. Mà hạt rất là to luôn các bạn ạ. Cảm nó đã răng ấy, nhưng mà gói một gói thì hơi ít. Nếu một gói chỉ có một bát này thôi, cái này thì chưa đủ một người ăn. Một mình ăn đấy, phải 4-5 cái bát này. Trung quy nhá, mình thấy đồ ăn mi xuể ăn khá là ngon đấy các bạn ạ. Mà còn đa dạng nữa các bạn ạ. Món nào cũng có. Mà mỗi món sẽ có một cái vị đặc trưng riêng. Còn các bạn thích món đồ nào của mi xuể nhất thì hãy comment phía bên dưới cho bọn mình biết với nha. Bây giờ thì video của bên đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến hết video của mình. Hãy tặng cho mình một like, bấm nút đăng ký bên dưới, bật chuông báo để nhận thật nhiều những cái mình khoai tây nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong lần sau. Bye bye.